kính chào quý vị và các bạn. 24 giờ qua, do tác động của không khí lạnh, trạng thái nắng ráo tại miền Bắc đã hoàn toàn được thay thế bởi tiết trời nhiều mây, có mưa rào và dông cùng với nền nhiệt độ nhanh chóng giảm. Dự báo trong ngày hôm nay, lượng mưa tuy đã giảm đáng kể, nhưng trong buổi sáng vẫn còn xuất hiện mưa nhỏ rải rác và tập trung tại khu vực ven biển. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ chỉ dao động trong khoảng từ 19 cho tới 26 độ, trời lạnh về đêm và sáng. Khu vực vùng núi còn có thể xuống dưới 19 độ. Về chiều tối thì mưa sẽ chỉ còn lác đác vài nơi. Trời khô ráo trở lại nên sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động sinh hoạt và lưu thông của người dân. Lui xuống khu vực các tỉnh thuộc Trung Bộ trong ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc kết hợp với địa hình đón gió của dải Trường Sơn, mưa dông cũng xuất hiện rải rác dọc theo các tỉnh từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh. Sau đó từ chiều tối nay cũng sẽ mở rộng dần xuống khu vực từ Quảng Bình cho tới Huế. Lượng mưa được nhận định không quá nhiều nhưng cũng khiến nền nhiệt độ giảm đáng kể. Trời mát mẻ hơn với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ 27 tới 30 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng xuôi xuống cho đến Bình Thuận, trong những giờ tới thời tiết cũng chưa có biến động đặc biệt, chủ yếu vẫn là nắng nhiều, ít mưa với mức nhiệt độ trong ngày dao động ở ngưỡng vừa phải, phổ biến là từ 26 cho tới 33 độ. Đến với các tỉnh thành phía Nam thì khu vực Tây Nguyên trong ngày và đêm nay cũng chỉ có mưa lác đác vài nơi, lượng không đáng kể. Nhiệt độ trưa chiều ở vào khoảng 30 tới 32 độ. Nhìn chung là các hoạt động giao thông và du lịch đều có thể diễn ra bình thường. Còn tại khu vực Nam Bộ, ban ngày trời khô ráo, nắng nhiều với mức nhiệt độ duy trì trong khoảng 32 tới 33 độ. Sau đó đến chiều muộn thì rãnh mây dông gây mưa có xu hướng dịch chuyển dần lên nên mưa dông sẽ xuất hiện rải rác trở lại, tập trung chính ở tại các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ. Dự báo xa hơn thì mưa dông có xu hướng tăng hơn về diện trong ngày mai khi mà dải mây dông này tiếp tục nâng trục lên và hoạt động mạnh hơn. Vì thế mà các hoạt động ngoài trời và dân sinh cũng gặp không ít trở ngại. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Đến với thủ đô Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay, nhiệt độ chỉ ở vào khoảng là từ 20 tới 22 độ và trời vẫn duy trì trạng thái nhiều mây có mưa nhỏ rải rác khiến cho lưu thông trong buổi sáng cũng gặp đôi chút khó khăn. Từ trưa chiều đến tối trạng thái thời tiết sẽ được cải thiện hơn, mưa giảm xuống diện vài nơi, trời khô ráo dần, mát mẻ với mức nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá mức là 26 độ. Cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh Bắc Bộ, thời tiết thành phố Cảng Hải Phòng cũng nhiều mây, có mưa rào nhẹ rải rác, nên nhiệt độ vào sáng sớm nay chỉ vào khoảng là 20 tới 22 độ. Càng về trưa thì nhiệt độ sẽ tăng dần nhưng cũng không vượt quá mức là 26 độ. Nhìn chung bầu không khí trong cả ngày tại thành phố khá mát mẻ và dễ chịu. Tuy nhiên khu vực ven biển và ngoài khơi mưa dông sẽ nặng hạt hơn. Gió cũng hoạt động mạnh dần nên tàu thuyền khi lưu thông hàng hải hay đánh bắt cũng cần lưu ý với tầm nhìn xa bị hạn chế, giảm xuống 4 đến 10 km. Thuộc khu vực phía Bắc của Trung Bộ lại nằm gần biển, chịu ảnh hưởng nhiều của đới gió Đông Bắc nên thời tiết ở tại thành phố Vinh trong ngày hôm nay cũng nhiều mây. Có mưa rào và dông, tuy lượng mưa không nhiều nhưng cũng khiến cho nền nhiệt độ giảm. Cao nhất ngày chỉ dao động ở xung quanh ngưỡng là 28 độ, thấp nhất về đêm còn khoảng 21 tới 22 độ. Nằm ở rìa phía nam của hệ thống gây mưa nên khu vực Đà Nẵng ít chịu tác động bởi những cơn mưa rào. Thời tiết tại đây nhìn chung vẫn tương đối thuận lợi cho các hoạt động du lịch, dã ngoại của du khách thập phương. Tuy nhiên, theo nhận định xa hơn của các chuyên gia thời tiết, nhiều khả năng là từ ngày 19 tháng 10 trở đi thì những cơn mưa dông ngắt quãng sẽ xuất hiện trở lại nên sẽ gây cản trở phần nào đến các hoạt động ngoài trời của người dân. Còn trong hôm nay, nền nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở tại thành phố phổ biến trong khoảng là từ 23 cho tới 30 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên mà cụ thể là thành phố Buôn Ma Thuột, dự báo trong ngày và đêm nay thì mưa hầu như ít có khả năng xảy ra. Trời khô ráo với nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 22 cho tới 32 độ, thuận lợi cho bà con nông dân trồng trọt, chăm sóc cây quả hay là tranh thủ thu hoạch cà phê đang vào vụ. Theo nhận định, từ ngày 19 tháng 10, rãnh mây dông gây mưa sẽ hoạt động mạnh hơn nên mưa cũng có xu hướng gia tăng ở trên khu vực. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, vào ban ngày thời tiết có phần khô ráo với mức nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng 31 tới 33 độ, thuận lợi cho các hoạt động lưu thông trên địa bàn thành phố. Về chiều muộn thì mưa rào có khả năng xuất hiện do dải mây dông có trục qua khu vực Nam Bộ nên mức nhiệt về tối và đêm sẽ giảm dần xuống còn mức là từ 24 cho tới 26 độ, trời khá mát mẻ. Sang đến những ngày tới khi mà dải thời tiết xấu này nâng trục dần lên phía Bắc và hoạt động mạnh hơn thì nhiều khả năng là mưa sẽ tăng lên cả về diện và lượng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.